Thưa các quý vị, thi ca sử sách đã nói rất nhiều về thú chơi hoa lan. Từ các tiền nhân thế hệ nên có thể nói hoa lan là loài hoa đẹp nhất, đa dạng nhất, hội tụ cả hai yếu tố sắc, hương. Việt Nam là quốc gia có vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa nên thảm thực vật vô cùng phong phú. Hoa lan cũng vậy, nên các vùng miền đã phát hiện ra hàng trăm loài hoa lan bản địa khác nhau để tri ân mảnh đất linh thiêng, tưởng nhớ vua Hùng đã có công dựng nước. Các nhà vườn đã làm nên những tác phẩm đẹp, dâng tiến trưng bày trong lễ hội tháng 3. Với ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp, sắc hương của hoa lan bản địa, được phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ban tổ chức dỗ tổ Hùng Vương lễ hội đền Hùng năm 2024, công ty cổ phần Hoa Lan Chính Trương thật vinh dự và tự hào đại diện cho hàng nghìn câu lạc bộ, nhà vườn, những người yêu hoa lan, những người yêu sinh vật cảnh trên cả nước. Dưới chân bức phù điêu, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng, khu di tích lịch sử đền Hùng, long trọng tổ chức trưng bày hoa lan nghệ thuật toàn quốc 2024 để điểm tô vẻ đẹp và thêm phần ý nghĩa. Thay mặt ban tổ chức, Chính Trương trân trọng tuyên bố khai mạc trưng bày hoa lan nghệ thuật toàn quốc 2024 tại ngã năm đền giếng, khu di tích lịch sử quốc gia đền Hùng.